Gạo có thể hết, cái bụng có thể nhịn đói, nhưng rượu thì ngày nào cũng phải có. Nhiều thì vài lít, ít thì một lít. Chuyện tưởng chỉ có ở đàn ông, nhưng lại là thực tế buồn ở rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay. Phóng sự được thực hiện tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đi học về, em So Minh Phúc, học sinh lớp 4A trường tiểu học Phú Mỡ, lại quay về với cảnh căn nhà trống trải. Ba không có, một mình mẹ Phúc nuôi em. Nhưng điều mà Phúc buồn nhất đó là mẹ thường xuyên đi uống rượu. Chuyện mẹ em say xỉn về nhà mắng chửi Phúc xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Cháu Phúc thì nó mẹ nó cũng có uống rượu, do mỗi người mỗi tính. Ai thích uống thì uống, còn ai không thích thì thôi. Có nhiều người nghiện, ví dụ như 10 người trong số đó cũng có 2 người. Không chỉ có mẹ của Phúc, ở làng bè thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ này, rất nhiều phụ nữ nghiện rượu. Có ngày một người uống đến hơn cả lít, thậm chí là vài lít. Trong nhà gạo có thể hết, nhưng rượu thì phải có. Thậm chí nhiều lúc hết tiền, họ sẵn sàng đổi nhiều kg gạo chỉ để lấy một lít rượu. Nhưng mà mấy con không có uống rượu đây đi làm không nổi. Mà uống rượu đây đi làm mà tới đào cũng đi tới. Lên dung cũng đi. Không chỉ nghiện rượu, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số còn mắc nghiện thuốc lá. Họ hút không kém gì đàn ông. Sống bên cạnh những người mẹ, người bà nghiện rượu, nghiện thuốc lá, không biết những đứa trẻ này tương lai sẽ như thế nào. Hàng năm thì đảng bộ và các ngành liên quan, bị là tư pháp, phối hợp cùng các ngành mặt trận đoàn thể, thì hàng năm thì xã vẫn tổ chức tuyên truyền từ 5 đến 6 đợt trên năm tuyên truyền cho bà con. Nhưng mà khi hữu tộc, các phân tộc, tộc quán của người đồng bào Chăm cũng như dân tộc Ba Na này khó mà thay đổi một liền. Cái này cũng phải qua quá trình thời gian. Phú Mỡ là xã đặc biệt khó khăn ở huyện Đồng Xuân và là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh Phú Yên. Rõ ràng dù được quan tâm đặc biệt đến đâu, nhưng với tập tục nghiện rượu, thuốc lá của một bộ phận nữ đồng bào nơi đây, thì rất khó để họ vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Đàn ông nghiện rượu đã khổ, phụ nữ nghiện rượu thì càng khổ hơn. Ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, cứ thế như một vòng luẩn quẩn với những phụ nữ này.